À, thưa ông, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là ngày hôm qua Thứ trưởng cũng đã đi kiểm tra những cái điểm phòng chống dịch ở Hậu Giang, thì ông có những đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch và những lưu ý gì đối với Hậu Giang ạ? Trước cái diễn biến dịch của đợt thứ tư này thì Hậu Giang của chúng ta trong cái thời gian ngắn đã xuất hiện trên 20 ca bệnh. Trước cái tình hình diễn biến dịch như vậy thì Bộ Y tế cũng đã thành lập cái đoàn công tác để vào cùng với ban chỉ đạo của tỉnh đi kiểm tra và cùng nhau tìm ra cái giải pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất. Theo chương trình của đoàn công tác, chiều hôm qua đoàn công tác đã đi kiểm tra tại cái khu cách ly tập trung, rồi khu phong tỏa của cụm dân cư và cái khu điều trị cho bệnh nhân F0. Và sáng nay thì làm việc với ban chỉ đạo của tỉnh. Thì qua kiểm tra và nghe báo cáo của tỉnh thì chúng tôi có nhận định rằng là tuy rằng là trong một cái thời gian rất là ngắn với cái sự xuất hiện ca bệnh thì ban chỉ đạo của tỉnh cũng đã quán triệt rất là nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế, cũng đã tổ chức triển khai các cái giải pháp trong công tác phòng chống dịch để cơ bản là theo đúng những cái hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế. Và đến giờ ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định rằng là Hậu Giang cũng đã và đang tiếp tục triển khai các cái giải pháp để làm sao mà chúng ta khống chế và sớm đẩy lùi cái đợt dịch này. Tuy nhiên thì qua kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là tỉnh Hậu Giang chúng ta cũng cần hết sức lưu ý để tập trung vào một cái số giải pháp cốt lõi để chúng ta có thể đưa ra những cái biện pháp nhanh hơn, hiệu quả hơn và quyết liệt hơn trong cái công tác phòng chống dịch. Giải pháp thứ nhất là chúng ta phải rà soát, đánh giá lại cái toàn bộ các cái cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn của tỉnh để làm sao mà từng bước và sớm nhất chúng ta có thể có đầy đủ các cái khu cách ly tập trung, kể cả khu cách ly của quân đội và khu cách ly ở ngoài quân đội, để chúng ta có được một cái cơ số mà có thể thu dung cách ly tập trung được trên 10.000 người. Nội dung thứ hai là chúng ta rà soát, đánh giá lại cái năng lực xét nghiệm của tỉnh. Theo báo cáo của tỉnh thì hiện nay năng lực xét nghiệm của tỉnh đã đạt được 3.000 mẫu đơn một ngày. Như vậy nếu chúng ta gộp 10 thì có thể đạt được 30 mẫu đơn. Tuy nhiên thì chúng ta phải rà soát, đánh giá lại để chúng ta xây dựng một kế hoạch hết sức là chi tiết cho công tác xét nghiệm để tránh lãng phí và tránh quá tải, kể cả về nguồn lực và vật lực cho công tác xét nghiệm để phục vụ cho công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch nhanh nhất. Cụ thể là chúng ta phải xác định rõ thời gian xét nghiệm, địa điểm xét nghiệm, đối tượng xét nghiệm, phương pháp xét nghiệm và cơ quan tổ chức xét nghiệm và thời gian trả xét nghiệm. Việc thứ ba là chúng ta rà soát, đánh giá lại cái năng lực thu dung điều trị bệnh nhân. Đặc biệt là chúng ta phải sẵn sàng phê duyệt các cái phương án thành lập các cái bệnh viện dã chiến. Theo khảo sát thực tế của chúng tôi hôm qua đi kiểm tra cùng với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thì tỉnh của chúng ta phải thiết lập ít nhất là 3 bệnh viện dã chiến để làm sao chúng ta có thể thu dung điều trị được khoảng trên 1.000 bệnh nhân. Cùng với đó là chúng ta phải thiết lập một cái trung tâm cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng ở tại bệnh viện phổi của tỉnh để chúng ta sẵn sàng cấp cứu điều trị những trường hợp nhiễm COVID nặng mà ở các bệnh viện dã chiến không có khả năng điều trị, để đưa về đó chúng ta điều trị một cách tích cực hơn. Và cùng với đó thì Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn cho các tỉnh, các địa phương để mà chúng ta tổ chức cái cách ly F1 tại nhà. Thì đây là một vấn đề mới mà theo chỉ đạo của Thủ tướng là vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Thì tôi đề nghị là tỉnh Hậu Giang cũng bám sát vào cái nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế để rà soát từng trường hợp, từng đối tượng, từng địa phương để chỗ nào có thể chúng ta áp dụng được cách ly F1, chỗ nào thì chúng ta F1 phải đưa đi cách ly tập trung,
để chúng ta hạn chế tối đa cái khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Tôi nghĩ rằng nếu Hậu Giang chúng ta ngoài những cái giải pháp đã tổ chức triển khai thực hiện, chúng ta tập trung rà soát đánh giá lại bốn cái vấn đề mà tôi vừa có ý kiến, thì chắc chắn là trong cái thời gian tới tỉnh Hậu Giang chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được cái đợt dịch thứ tư này. À, thưa ông, như vậy thì trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ có những hỗ trợ gì đối với Hậu Giang ạ? Phải nói là ngay cái thời gian đầu của dịch thì Bộ Y tế cũng đã có những cái chỉ đạo hướng dẫn hay là hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang. Cụ thể tôi nói là ngay sau khi mà dịch xảy ra thì Bộ Y tế đã cử ngay cái đoàn công tác do tôi làm trưởng đoàn vào để cùng với tỉnh để rà soát đánh giá lại các cái biện pháp mà tỉnh đã triển khai để chúng ta thống nhất các cái giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện. Việc thứ hai thì Bộ Y tế sẽ cử các cái chuyên gia, rồi đặc biệt là các cái bệnh viện mà được Bộ Y tế phân công phụ trách các cái cụm địa phương thì sẽ rà soát để mà hỗ trợ cho Hậu Giang để làm sao mà chúng ta đưa ra những cái cơ số, những cái lực lượng, những cái trang thiết bị nó sát, nó trúng và nó đúng để chúng ta tránh cái lãng phí nguồn lực. Việc thứ ba thì Bộ Y tế cũng sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn, về trang thiết bị, về sinh phẩm theo cái khả năng hiện có của Bộ Y tế trên cơ sở đề nghị của tỉnh Hậu Giang. Việc thứ tư thì Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan đơn vị, đặc biệt là các cái bệnh viện tuyến trung ương phụ trách khu vực như bệnh viện Cần Thơ, rồi các cái bệnh viện khác nữa, để sẵn sàng hỗ trợ tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ của Cần Thơ để làm sao mà chúng ta có được cái nguồn lực các cái bác sĩ chuyên sâu về hồi sức cấp cứu để sẵn sàng mà hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân. Việc thứ năm thì Bộ Y tế đã chỉ đạo các cái cơ sở y tế của các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long để mà sẵn sàng phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để mà hỗ trợ cho nhau trong cái quá trình phòng chống dịch, quá trình điều trị, để làm sao mà chúng ta có một cái hệ thống liên hoàn giữa y tế các tỉnh trong khu vực với nhau. Về việc thực hiện cái đề án về chiến lược vaccine thì theo chỉ đạo của Thủ tướng thì Bộ Y tế cũng đã có đề án về việc sản xuất rồi cung ứng và nguồn lực để cho cái công tác tiêm vaccine. Và cái đề án này thì Bộ Y tế đã hoàn thiện và đã trình Thủ tướng rồi trình Chính phủ, thì đang chờ kết luận về chỉ đạo của Thủ tướng và của Chính phủ. Tuy nhiên thì trước cái tình hình hiện nay ấy, thì với sự chỉ đạo của Thủ tướng thì Bộ Y tế đã ban hành quyết định 3355 ngày 8 tháng 7 triển khai cái chiến dịch tiêm vaccine phòng chống COVID cho người dân. Và trong cái kế hoạch đó thì Bộ Y tế cũng đã nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng thì ngoài cái nguồn vaccine mà Bộ Y tế chủ động tiếp cận bằng nguồn ngân sách nhà nước, bằng sử dụng quỹ vaccine, thì với chỉ đạo của Thủ tướng thì các địa phương, các doanh nghiệp cũng tích cực để tiếp cận các cái nguồn vaccine này. Tuy nhiên thì tất cả các địa phương và các doanh nghiệp nếu tiếp cận được nguồn vaccine thì đều phải thông qua Bộ Y tế để giúp cho về vấn đề chất lượng vaccine, về vấn đề kỹ thuật tiêm và xử lý sau tiêm, và đặc biệt là để Bộ Y tế điều phối chung cho cả nước để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch, và ưu tiên theo các cái đối tượng theo nghị quyết 21 cũng như là theo cái quyết định 3355 của Bộ Y tế, để chúng ta ưu tiên theo thứ tự cho các cái đối tượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch, xong rồi đến các cái đối tượng khác, để đảm bảo làm sao mà chúng ta từ nay đến hết quý 1 năm 2022 thì chúng ta phấn đấu được trên 75% là người dân của chúng ta được tiêm vaccine để đảm bảo cái yếu tố phòng chống dịch trong cộng đồng.